Trở lại với những bản tin trên đài NPR được phát đi từ thủ đô Washington trên băng tần FM 100.3 HD2 cho 3 vùng khi mà quý vị đang lái xe ở DC, Maryland, Virginia và trên trang Facebook Live Radio. Thưa quý vị, trở lại với cái vấn đề mà uy tín của nước Mỹ ngày càng giảm ở trên trường quốc tế. Cái điều đó chúng ta rất là rõ ràng. Mặc dù Tổng thống Donald Trump ông luôn rất là nhiều lần là ông cam kết là America First khôi phục vậy vị thế của nước Mỹ, nhưng mà điều này vẫn chưa xảy ra mà đã hơn 3 năm rưỡi dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump. Và trong những cái bản tin trong ngày đầu tuần thì quý vị, chuyện gì đã xảy ra ngay tại thủ đô Washington trong ngày chủ nhật với những cái sự bạo động, những cái sự chết chóc mà biết rằng từ cái đại dịch Covid-19 nó ảnh hưởng rất là nghiêm trọng đến vấn đề kinh tế, đến đời sống gia đình, rồi nhiều khi con người nó có những cái cảm xúc nó rất là lạ lẫm, rồi nó đưa đến những cái vấn đề mà người ta chịu không nổi. Nhưng mà thưa quý vị, từ đâu mà nó lại những cái sự việc này xảy ra? Thì trước tiên qua một cái bản tin ở ngay tại thủ đô Washington DC thì thưa quý vị, một vụ bắn súng đã xảy ra trong ngày hôm qua mà phần lớn những nạn nhân là những người lớn và trong đó còn có một cảnh sát viên. Thì đây là cái câu chuyện, cái bản tin mà Lê Ngọc nhận được là ít nhất đã có 3 tay súng đã bắn đạn vào một đám đông mà tụ tập trái phép ở ngay tại thủ đô Washington DC. Thì quý vị biết là ở Washington DC thì chỉ có cho tụ tập 5 người trở xuống mà thôi, nhưng cái vụ tụ tập này đông hơn cái được cho phép. Một thiếu niên đã bị thiệt mạng và trong đó 20 người bị thương và có một cảnh sát bị thương rất là nặng. Và văn phòng của thị trưởng Mario Barger đã lên tiếng và đây là một cái cuộc tụ tập vi phạm cái lệnh cấm tập hợp hơn 50 người nơi công cộng để ngăn chặn cái sự lây lan của con corona virus. Thì đó là cái tin tức mà chúng tôi mới ghi nhận được trong ngày hôm nay. Và bên cạnh đó thì ở Chicago, thưa với lại luật sư Duyên, thì cũng theo ở cảnh sát ở ngay tại Chicago đã lên tiếng là có những đối tượng đã đập phá và lấy cắp từ những cửa hàng, nổ súng vào cảnh sát và bắt buộc lực lượng chức năng phải đáp trả lại. Sự việc này cũng mới xảy ra trong sớm ngày hôm nay thôi, thưa quý vị. Có đến tới hàng trăm người họ đập phá, đột nhập và lấy cắp đồ từ những cửa hàng. Và đương nhiên đã xảy ra cái cuộc đụng độ với cảnh sát ở ngay tại quận trung tâm mua sắm có cái tên là Magnificent Mile, cũng như ở ngay tại những khu vực trung tâm khác của thành phố Chicago. Thì thưa quý vị, những cái sự kiện này nó xảy ra ngay trong lúc mà mọi người đều đã cảm thấy cái đời sống nó đã khó khăn trong cái vấn đề đại dịch Covid-19. Thì thưa với luật sư Duyên, ngay cả trước khi mà đây là một cái đóng góp của một vị khán thính giả, có lẽ là từ ở Chicago đã nhắc nhở Lệ Ngọc để mà gửi đến cái bản tin này. Và hỏi luật sư Duyên và cô Lệ Ngọc có nghĩ có những cái vấn đề mà chỉ vì vấn đề bầu cử, những sự tranh cãi, những sự ủng hộ và chống đối Tổng thống Donald Trump. Thì vị khán thính giả này còn nói rằng không biết có phải là những cái âm mưu để mà chống phá hay không, chống phá ở bên đảng Dân Chủ hoặc là Cộng Hòa. Lê Ngọc thấy hiện nay thưa với lại luật có rất nhiều mà chúng ta có thể nói là những cái thuyết âm mưu không có bằng chứng đã đưa ra, và đó là cái từ những vị thính giả, khán thính giả gửi vào cho Lê Ngọc. Hay cả cái vấn đề mà cái lá thư để mà ballot request là quý vị yêu cầu để được nhận cái ballot, để quý vị không phải đến nơi để quý vị bỏ phiếu mà quý vị bỏ phiếu qua mail. Thì ngay cả có những người không có bằng chứng, không có gì đã lên án, thì Ngọc nghĩ là cả Dân Chủ và Cộng Hòa không ai muốn cái vấn đề mà cái con coronavirus, cái đại dịch này diễn ra. Nhưng mà hiện nay vẫn có rất nhiều người mà Lê Ngọc nghĩ là cái suy nghĩ họ khép rất là kính, thưa luật sư Duyên, họ vẫn tiếp tục cho rằng đây là một cái vụ mà tạo ra từ bên Dân Chủ. Và ngay cả những quý vị này chưa đọc gì hết là đã lên tiếng và cho rằng là bên phía Dân Chủ đã tạo ra những cái sự dối gian. Lê Ngọc không có thể nhìn ở một cái điểm đó, mà Lê Ngọc nghĩ là chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ
những cái tin tức nó trung thực hơn, chứ đừng có vì cảm tính rồi, và nhất là thiếu đi cái sự hiểu biết để mà đưa đến và đã ngay lập tức, và đừng có điền vì đây là một sự gian dối không đúng, mà đây chỉ là một cái lá thư để gửi đến cho quý vị, ngay cả không cần biết quý vị Cộng hòa hay Dân chủ, để mà tránh cái vấn đề bị lây COVID-19 tạo một cái điều kiện cho chúng ta bỏ phiếu qua thư không đến một cái nơi nó đông đảo thôi. Thì đã có những vị mà chính quý vị khán giả gửi vào cho Lê Ngọc đã nói rằng những người này đã lên tiếng và đã cho đây là một cái vụ gian dối từ bên phía Đảng Dân chủ. Thưa quý vị, thứ nhất đó là cái câu hỏi là cái âm mưu, cái vấn đề mình nói là cái âm mưu chống phá, cái này gia đình NVR chúng ta sẽ nhìn rất là rõ nè. Không có thời nào mà không có cái tranh chấp về chính trị, không có thời nào mà không có chống phá. Nhớ cho nhau cái điều đó. Cái nước Mỹ này nè, mình nói là chống phá rồi chia rẽ tới cùng cực nhất đó, chắc có lẽ là cái hồi mà Civil War của năm 1865 đó, khi mà nửa đất nước thì muốn là mình phải là gia thắng, mình phải thượng tôn, mình phải giữ nô lệ, còn nửa nước còn lại nói không, chúng ta phải bình đẳng. Và chính vì cái thời điểm nó kinh hoàng như vậy, mình mới có cuộc nội chiến. Và khi mà là miền Nam mà nổ phát súng đầu tiên một cái là tấn đó, thì ông tổng thống Abraham Lincoln ông nói rằng là mình phải gọi là giải quyết cái vấn đề này cho nó tới tận cái cốt lõi của nó, tại vậy mà mình có nội chiến. Thành ra cái chuyện mà chống phá, thưa quý khán thính giả, thời nào cũng có, tổng thống nào cũng bị chống phá, mà Cộng hòa lên thì Dân chủ sẽ nỗ lực gọi là lên tiếng, mình nói chống lại chứ không phải là phá. Còn ngược lại, khi mà Dân chủ lên thì Cộng hòa cũng chống lại, cũng không mình chưa kể là phá. Nhưng mà yes, sẽ có những cái giai đoạn lịch sử mà người ta chẳng những chống lại vì khác ý kiến mà vừa chống mà vừa phá được. Lúc đó nó mới nói lên cái leadership, nó mới nói lên cái tài lãnh đạo. Mình đừng có đi đâu xa, 8 năm dưới thời Tổng thống Obama, mình tưởng là cái Đảng Cộng hòa họ không có phá Obama, họ phá kinh hoàng lắm. Là tại sao vậy? Đây là tôi nghe những cái người Việt Nam trong cộng đồng của chúng ta nói rằng là mà ông Duy nghĩ sao vậy, chứ tôi không hiểu tại sao mà mình lại chấp nhận cả nước mình lại lựa một cái thằng mọi đen lên, đến nó lên nó ngồi trên đầu mình, ngồi trên đầu hồi nào Obama chưa bao giờ nói một cái lời nào mà xúc phạm bất kỳ ai thì ngồi trên đầu hồi nào. Nhưng mà thôi thì cái sự phá, cái sự chống, tôi nhớ mà cái thời mà Obama đang làm đó, cái đất nước của mình nó về kinh tế nó rơi tới cái tận cùng luôn đó, mà chửi mà phá, rồi ổng là ổng cứ từ từ ổng đưa cái kinh tế đó từ đáy vực mà ổng đưa thẳng lên một cái con đường 8 năm trời như vậy. Một chuyên gia kinh tế của cộng đồng Việt Nam ở Nam Cali, mẹ ngồi không hiểu là học kinh tế ở đâu tôi không biết, tôi nói thẳng luôn, nó nghe nói học bên Tàu bên Tây mẹ gì đó, lên nói toàn là nói tầm bậy không. Mỗi một lần mà tôi nghe cái tay đó mà nói, hoặc là tôi đọc cái bài viết của tay đó, tôi nói ủa, tôi là một cái người bình thường, tôi chỉ đọc về kinh tế thôi, tôi không phải là chuyên gia, mà tại sao cái biết của tôi gấp đôi gấp ba cái tay này vậy, mà chửi Obama 8 năm trời. Quý khán thính giả nhớ như vậy. Mà khi mà Donald Trump mới vừa lên đó, mà chưa biết mẹ gì về chính trị hết, nó nói đây là nội các cách mạng, tôi cười sặc lên, tôi nói đây là cái nội các thuộc mạng và sẽ chạy bạc mạng, tôi nói tới đâu nó xảy ra tới đó. Quý khán thính giả thấy không đó, thì vậy thì cái âm mưu chống phá đó nó đi từ mọi phía. Nhưng mà 8 năm trời dưới cái thời Obama, chúng ta không có nghe kiện tụng, chúng ta nghe người ta chửi ổng lọ nồi, cái thằng đen, cái thằng ngoại rợ, cái thằng Obama, người ta chửi tới cái cỡ đó. 8 năm trời chúng ta sống ở trong một cái bình yên đến mức độ mà chúng ta không biết là có chính trị nữa, nói thẳng luôn là như vậy nữa. Nên là chúng ta thờ ơ, mà tôi thì tôi theo dõi, tôi để ý cái chuyện đó. Cho nên vậy thì cái âm mưu chống phá nó luôn luôn nó có. Mà nếu mà nhưng mà nói mà phá đó thì là tầm bậy. Yes, Dân chủ với Cộng hòa luôn luôn họ đối kháng, mà nhờ đối kháng như vậy chúng ta mới có một cái nền dân chủ. Còn khi mà nói phá đó là phá cái gì? Phải nói là
Chừng nào mà người ta làm mà chúng ta dựa theo luật lệ, chúng ta dựa theo bản hiến pháp mà chúng ta thấy họ soi mòn cái nền dân chủ thì cái đó là phá. Obama dĩ nhiên dân chủ sẽ khác ý kiến Cộng hòa. Trong 8 năm mà Obama làm tổng thống đó, có bao giờ mình thấy là cái định chế của nước Mỹ, quốc hội, tòa án hay là các cái cơ quan liên bang lạm quyền hay không, có bị soi mòn hay không, có bị phá hay không? Vậy thì cái đó người ta không phá. Dân chủ bây giờ, trong đó tôi không phải là một thằng dân chủ, tôi phải nói rõ luôn, tôi là một cái tay mà tôi lo về hiến pháp. Tôi nghĩ là tôi là một trong những cái thằng mà chửi nát cái lũ mà đảng Trump bây giờ đó. Tôi có phá không? Tôi lên tiếng để tôi bảo vệ. Vậy thì đừng có dùng cái chữ chống phá một cách tầm bậy như vậy. Yes, luôn luôn có những cái ý kiến khác nhau về chính trị, khoa học, vân vân. Nhưng mà phá nó có một cái ý nghĩa khác. Vậy thì cái thất bại ngày hôm nay của 3 năm rưỡi, gần 4 năm dưới quyền của Donald Trump đó, là tại vì chúng ta thiếu vắng cái lãnh đạo. Chúng ta thiếu vắng một cái sức thuyết phục để mà lôi những cái phía khác nhau về cùng một phía. Cho nên yes, chúng ta cái chống nhau đó, nhưng mà cái mà ngay bây giờ tôi thấy cái cánh đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa nữa, thưa quý khán thính giả, đảng Cộng Hòa bây giờ họ đang đứng về phía đảng Dân Chủ để mà họ chống Donald Trump để bảo vệ hiến pháp. Cho nên nói rằng là cái đám Dân Chủ thổ tả nó tấn công, nó phá tổng thống, một cái thằng mà nó phá nát cái đất nước của mình hết mà mình ngăn nó lại không cho nó phá đó, thì cái người đó không phải là một cái người phá. Tôi phải nói cho nó rạch ròi, cho nó rõ ra như vậy. Bây giờ mình mới nói rằng là cái vấn đề họ điên lên đến mức độ mà họ nói những cái câu mẹ trên trời dưới đất không có bằng chứng gì hết đó. Chẳng hạn như tôi nói mà cái thứ ba cái lũ mà nghệ sĩ với truyền thông là ra cái điều giống như mình nổi danh đó, mà nói ra những điều không ai chấp nhận đó, không ai biết đó, mà tụi nó cứ nổ hoài thôi. Cái lũ đó là cái lũ phá. Còn khi mà lên tiếng như chúng ta đó, là chúng ta lên tiếng, chúng ta không đồng ý, nhưng mà chúng ta rõ ràng chúng ta đang bảo vệ một cái giá trị nó quý vô cùng của nước Mỹ. Chúng ta đang bảo vệ cái bản hiến pháp. Thành ra cái phần còn lại đó, hồi nãy Lệ Ngọc dùng cái chữ trung thực, anh Dương rất là thích, là tại vì cho tới giờ phút này tôi lên trên các cái làn sóng khác nhau, tôi vẫn gọi là dùng cái chữ thách thức, chắc cũng không có sai đâu, nhưng mà tôi nói rõ là tôi mời gọi là yes. Có những lúc tôi rất là nặng lời, có những lúc tôi chửi bung lên như là một cái anh chàng mà du đảng đốc đường đó, nhưng mà chưa có ai nói với tôi rằng là cái điều tôi nói sai hết. Tôi muốn chứ, tôi muốn nghe chứ. Mà những cái người mà thân hữu tôi nói mà ông Duyên ông nặng lời quá, tôi nói tôi biết là tôi nặng lời, nhưng mà ông cho giùm tôi những điều tôi nói cái gì sai, những gì mà Trump làm mà không có phá cái nền dân chủ này mà tôi không cho Trump cái credit đó, thì làm ơn nói. Cho tới giờ phút này tôi đã lên tiếng trên các những cái forum, những cái platform khác nhau, chưa bao giờ một cái người nào nói rằng là ông Duyên là một cái thằng phá hoại đó. Yes, ông rất là chống đối, ông rất là nặng lời, nhưng mà cái nặng lời của ông đó là cái nặng lời xây dựng, cái nặng lời để bảo vệ. Như tôi đã nói mà lửa cháy phừng phừng ở bên ngoài đó, mà biểu tôi rằng là ngồi đó trà đạo, châm một ly chờ cái bình trà nó nóng lên, bỏ vài cái tách một vài cái lá trà vô rồi rưới đó, cái chuyện đó không dám đâu, nó không phải tôi đâu. Thành ra tôi nói thẳng là sở dĩ mà bây giờ chúng ta thấy những cái sự bất đồng mà nó bùng lên, nó trở thành ra những cái sự bạo động, là tại vì thiếu vắng lãnh đạo. Khi mà ánh sáng không có đó, thì chắc chắn bóng tối nó lan tràn. Cái nguyên tắc nó đơn giản như vậy, thưa gia đình NVR của chúng ta. Cho nên bây giờ hỏi là về cái gian dối, nó là lũ dân chủ gian dối. Vậy thì bây giờ cái câu này là dân chủ nói hay là Trump nói? Cái lễ đăng quang của tôi đó là đông nhất từ hồi đó tới bây giờ. Câu đó dân chủ nói hay là Trump nói? Câu đó là câu dối hay là câu thật? Chúng ta là nước Mỹ bây giờ là lãnh đạo cả thế giới đều khâm phục. Câu đó Trump nói hay là dân chủ nói?
Nước Mỹ chúng ta bây giờ không có bị bệnh gì cả. Chúng ta nghĩa là giỏi nhất của mình về cái coronavirus. Mình là the best in the world. Câu đó Trump nói hay là dân chủ nói. Rồi chúng ta về thử nghiệm thì chúng ta cái gì cũng hay hơn thiên hạ hết. Câu đó là Trump nói hay là dân chủ nói. Lên chiếc xe bus này mà không bầu cho Trump là sẽ bị ở tù. Câu đó ai nói? Ở Arizona này mà không bầu cho Trump là sẽ bị ở tù. Câu đó ai nói? Nguyễn Hoàng Duy có nói không? Cho nên yes, có những lúc mà tôi nói rằng là chính vì thượng bất chính cho nên hạ nó mới loạn thế cỡ này. Và để cho nó thông, cho nó rõ, để cho nó dẹp hết cái loạn đó đó, nhiều khi tôi phải lên tiếng. Và cái lên tiếng của tôi đôi khi nó xúc phạm đến nhiều người. Nhưng mà nếu mà cho tới giờ phút này mà chúng ta thấy những điều Trump làm từ cái đạo đức của con người, từ cái tham nhũng, từ cái gạt tiền thiên hạ, Trump làm một cả nói dối cả 20.000 lần mà tới lúc này chúng ta vẫn chưa thấy là có vấn đề đó, thì thật sự chính chúng ta là có vấn đề. Điều đó có quý khán thính giả thấy không? Mỗi một lần mà tôi lên tôi nói đó, tôi những cái lời thói mà cà chớn đó là tôi nói tới tận cùng, tôi nện thẳng bảng luôn, tôi đi tới bến luôn, tôi không khe nữa. Mà là tại vì tôi biết rằng nếu mà tôi muốn vực dậy tất cả những cái giá trị đơn giản thôi, mình không dám dạy đời những giá trị căn bản để làm người thôi, đừng có nói láo. Mình nói láo những cái điều mà tôi ngồi trên 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 TV này tôi nói là nó sẽ còn lại trên những cái thước phim lâu dài, mà con cháu mình, bạn bằng hữu mình, bạn bè mình mà nhìn thấy, mà người ta nói rằng là bây giờ tôi rất là mắc cỡ khi mà tôi có liên quan tới ông Duyên đó, thì cái đó là tự mình đã tát vào mặt mình rồi. Cái điều mà tôi, hai anh em chúng tôi với Lệ Ngọc mà hãnh diện đó là tại vì có những lúc, dĩ nhiên Lệ Ngọc thì luôn luôn là lịch sự, là nhẹ lời, còn tôi có những lúc mà tôi phang thẳng bản luôn đó. Nhưng mà có một cái điều là khi người ta nói tới ông Duyên, người ta nói tới Lệ Ngọc, người ta biết rằng là hai người này có thể là dân chủ cộng hòa gì không cần biết, nhưng mà họ nói lên những cái giá trị căn bản, và họ nói lên chỉ vì cái nền dân chủ của chúng ta, cái bản hiến pháp của chúng ta cứ muốn, cứ không có muốn một cái tyranny mà nó trỗi lên để mà nó diệt cái nền dân chủ của chúng ta. Cái đó, điều đó là tại sao anh em chúng tôi nói. Cho nên bây giờ muốn nói lần lần mà cái bọn dân chủ thổ tả này nọ kia muốn nói gì thì nói, mấy ông coi thường cái thông minh của người ta, mấy ông tưởng là người ta ngu giống như mấy ông đó, thì go ahead, cứ hãy chìm vào trong bóng tối của mấy ông đi. Chúng tôi chọn cái ánh sáng, và ánh sáng của chúng tôi sẽ lấn át mấy ông vào cái tháng 11 này. Trở lại với Lê Ngọc. Vâng, khi mà Lê Ngọc nhìn cái thời gian đó, thưa quý vị, mà còn nhiều những cái sự kiện nữa, thành thử là thưa với lại luật sư Duyên, có một cái vấn đề mà Lê Ngọc đang chờ đợi, mà Lê Ngọc nghĩ là rất nhiều quý vị cũng đang muốn theo dõi xem coi thật sự ai là cái người mà đứng phó trong liên danh của ông Joe Biden. Ta biết là vào đầu tuần tháng 8 thì sẽ có tin tức, nhưng mà bắt đầu ngày hôm nay đã là ngày 10 tháng 8 rồi, thưa với luật sư Duyên, thì hiện nay Lê Ngọc thấy có một cái bản tin nói rằng là ông Joe Biden có lẽ là dời lại cái ngày để mà tuyên bố xem thật sự người phụ nữ nào sẽ là cái người mà đứng chung liên danh với ông. Danh sách mà hiện nay có đó là có 6 vị phụ nữ, thưa với luật sư Duyên, thì không biết thật sự cái lý do tại sao mà cho tới ngày hôm nay ông Joe Biden chưa có cho chi Hoa Kỳ biết ai là cái người đứng chung liên danh với ông, thưa với lại. Cái lý do mà ông Biden không có tuyên bố liền bây giờ đó, mình thì mình là người thường mà mình thành ra mình hơi bồn chồn, mình hơi nóng ruột, nhưng mà mình không hiểu là thứ nhất mình không hiểu là có một cái lý do gì đó mà khiến cho cái ban vận động tranh cử của ông Biden nói rằng là từ từ mình hãy đưa cái tên đó ra, đưa cái tên của cái vị đó ra. Nhưng mà như Lệ Ngọc mới vừa nói đó, thì có năm tên, năm sáu người gì đó, nhưng mà mình đi ngược năm người thôi. Thì bà Karen Bass,
thì bà này bà bị một cái cũng hơi nặng, tức là bà lên tiếng, bà ca tụng Fidel Castro nhiều lần mà, rồi bà cũng cái suy nghĩ của bà đó nó cũng có lấn cấn, thành ra có lẽ là bà Karen Bass thì không có được đâu. Còn lại bốn người còn lại là bà Kamala Harris, bà Susan Rice, rồi bà Whitmer của Michigan, với lại bà Duckworth, cái bà mà chiến đấu ở bên 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 Iraq rồi bị thương tật đó. Thì nói bốn tên thì bốn tên, nhưng mà người ta gom lại đó là chắc có lẽ là một trong hai người mà là Kamala Harris hoặc là Susan Rice. Mà qua những cái phân tích thì anh Duyên nghĩ rằng là có thể, nếu mà chọn những cái người một một người mà có cái thứ nhất làm việc nhiều với ông Biden, rồi lại có cái kinh nghiệm về ngoại giao và những cái tình hình thế giới đó, thì bà Susan Rice bà hơn. Nhưng mà ngược lại thì một cái này là cũng một khán thính giả cũng phân tích rồi cũng đưa lên cái comment nói rằng là có lẽ là bà Kamala Harris. Bây giờ nhiều càng càng ngày đó cái nó rõ nét hơn đó, thì anh nghĩ rằng là chắc có lẽ là vị khán thính giả mà nói là Kamala Harris đó là đoán đúng rồi đó. Mình nghĩ như vậy. Mà sở dĩ mà Duyên nói như vậy là bởi vì cái một cái người mà lên làm tổng thống hay phó tổng thống đó, qua bao nhiêu triều đại rồi mình biết người đó trước đó không có biết gì nhiều đâu, chỉ có khi lên rồi rồi mới ngồi mới lắng nghe mới làm việc với mọi người thì mới ra chính sách thôi. Ông Obama trước khi lên làm tổng thống cũng đâu có biết gì đâu, rồi tổng thống Bush cũng vậy, trước khi lên làm tổng thống hai cha con ông cha thì làm phó tổng thống thì ông nói ông con cũng chỉ là governor Texas thôi mà, thì sau đó cũng cũng lên làm tổng thống. Cho nên để mà khép lại thì anh nghĩ là một là Kamala Harris và hai là Susan Rice. Nhưng mà nói mà lựa cái tổng thống thì nó có một cái tin nhỏ nhỏ thôi, nó cũng vui. Mà nói là cái tin nhỏ nhỏ này đó là nó làm cho cái tấn công của Donald Trump mà tấn công ông Biden đó là coi như thua rồi. Là tại sao vậy? Cái ngày hôm qua là ông Joe Biden ông đi về, ông đang ở cái tiểu bang của ông là Delaware đó, thì ông với những cái người mà trong cái nhóm vận động và tùy tùng của ông đó mới đạp xe đạp ra đường phố. Thì khi mà họ đạp xe đạp ra đường phố thì đem có một, chúng ta biết là mấy cái người mà ứng cử viên đó là luôn luôn là ký giả họ theo dữ lắm, thì có một anh ký giả của đài Fox mới đạp xe đạp được theo mới nói rằng là dạ tổng thống gì đó, dạ thưa ông Joe Biden, ai là phó tổng thống của ông? Thì ông Joe Biden ông mới đùa, ông nói you, rồi hai người mới cười với nhau này nọ. Thì ông ký giả trẻ này ông vui quá mà ông mới đưa cái ông post cái đối thoại đó lên trên trên mạng, nó go viral liền. Và nó go viral ở ở cái nghĩa này nè, là luôn luôn đó là Donald Trump tấn công mà ông Joe Biden đó, thì nói là Sleepy Joe, có nghĩa là ông Joe này đó là một cái người mà là buồn ngủ mà, nghĩa là chán. Nhưng mà cái hình ảnh cho thấy là một Joe Biden đạp xe đạp vận động mà đùa với lại một cái người ký giả trẻ, mà ký giả này là ký giả đài Fox nha, mà trong khi đó đó thì Donald Trump đang ở cái sân golf của mình. Sân golf của Donald Trump đó mà muốn tham gia đó thì 300.000 một năm mới mới được làm member. Là quý khán thính giả biết là chỉ có đám nhà giàu nó muốn cạnh tranh, nó muốn làm ăn, nó mới mua Donald Trump bằng cách đó thôi. Rồi ở tại cái sân golf đó phun ra toàn là xịt. Thì cái hình ảnh mà Sleepy Joe đó bây giờ không còn nữa. Người là nó vừa bung ra, người ta thấy là một ông Joe Biden rất là gần dân chúng, rất là trẻ trung, rất là mạnh dạn. Trong khi đó mà anh chàng đi cứ tối ngày chổng bông đi chơi golf không, là tự nhiên cái hình ảnh nó khác liền à. Cho nên nói gì thì nói, cái nếu mà mình nói về bầu cử cho tới giờ phút này đó, thì mình thấy rằng là cái hướng mà gọi là xa lìa Donald Trump nó càng lúc càng nhiều. Mà mình biết là ngay cả những người trong đảng Cộng hòa đó họ muốn là Donald Trump phải rời cái tòa Bạch Ốc, Donald Trump phải ra khỏi cái đảng Cộng hòa, bởi vì họ muốn cái đảng Cộng hòa về trở lại về tay những cái con người mà có nhân cách, có
có thương đất nước, có bảo vệ đất nước, cái đó mới là quan trọng. Đó là cái lời ngọt. Dạ vâng, nói đến cái người nào là người lãnh đạo và để thực dụng nhất thì hiện nay đó thưa với luật sư Duyên, người ta đang đặt ra một câu hỏi, có phải thật sự nước Mỹ đang cần một vị lãnh đạo có đạo đức để tạo lại cái sự đoàn kết và tạo lại cái uy tín ở trên thế giới, hay cả một Lê Ngọc có vài chính quý vị khán thính giả là đến văn phòng của đài và gọi qua điện thoại chia sẻ rất là ngắn gọn với lại Lê Ngọc, nói rằng là quý vị thường xuyên trước đây thôi nha, trước đại dịch nha thưa quý vị, thì sau này quý vị mới đến chia sẻ thì quý vị trước đây, nhưng mà quý vị thường xuyên quý vị đi international travel, là quý vị hay đi du lịch vì vấn đề business hay là vấn đề quý vị nghỉ phép vacation mà quý vị hay thường đi du lịch ở trên thế giới, thì quý vị nói quý vị đã có một cái tâm sự có vẻ nó hơi buồn là trước đây đó, nếu mà là chúng ta mà mang quốc tịch Mỹ đi đến những nước trên thế giới, chúng ta được họ chiêm ngưỡng, họ ngưỡng mộ lắm. Nhưng mà từ hội Tổng thống Donald Trump, sự lãnh đạo của ông, thì cái hình ảnh đó không còn nữa thưa Duy. Để đưa đến cái vấn đề mà Lê Ngọc vừa mới gửi đến cho quý vị trong sớm ngày hôm nay, là ngay cả những chiếc xe mà mang bản hiệu của Canada thì hầu có thể là quý vị phải cẩn thận vì những người dân có lẽ chúng ta cũng biết một cái nguyên do sâu sắc nó nằm ở đâu mà lại có thể là những chiếc xe mang cái bản hiệu của Mỹ lại bị phá hoại ở tại Canada đang gia tăng thưa. Trở lại cái hình ảnh đó, anh Dương còn nhớ cái năm 2001, cái vụ mà 9 tháng 11 đó, 11 tháng 9 đó, cái vụ mà 9/11 đó, khi mà những cái chiếc máy bay mà của bọn khủng bố mà tấn công vô cái World Trade Center ở New York, thì mình nói là cả thế giới họ khóc chứ không phải là nước Mỹ mình khóc không nữa. Và anh Dương đọc những cái bài, tại vì Lệ Ngọc nói về Canada mà, anh Dương đọc một cái bài của một nhà báo Canada đó, họ nói rằng là bây giờ cái người anh của mình, người láng giềng của mình bị nạn, họ nói rằng là mình không có để ý, chứ còn nước Mỹ nó đóng góp nhiều lắm, đóng góp nhiều cho cái thế giới này lắm. Mình bay máy bay là mình bay máy bay của Mỹ, mình đi tham dự cái điều này điều nọ, những cái tổ chức trên thế giới này đều là do cái sự lãnh đạo của Mỹ. Thành ra ngay bây giờ là cái lúc mà Canada phải cần hỗ trợ cho nước Mỹ tối đa. Quý khán thính giả thấy không? Cái lòng người nó tự nhiên lắm. Còn ngay bây giờ mình đi tới đâu, Lê Ngọc nói rất là đúng. Bây giờ đi tới đâu mà người ta nói là tới nước Mỹ là người ta, cái khổ của mình là ngay người ta biết rằng là Donald Trump chỉ có chắc là tới tháng 11 này cũng hết mẹ nó rồi. Nhưng mà ngay bây giờ cái hình ảnh của nước Mỹ đó, nó gắn liền với cái hình ảnh của Donald Trump. Một cái nước Mỹ ích kỷ, America first, America only, rồi cái gì cũng là tiền bạc mà, đều do Mỹ hết trơn. Cái hình ảnh đó là cái hình ảnh mà nó tệ đến một cái mức độ mà người ta ghét. Thành ra cũng trong cái quyển sách mà On Tyranny hồi nãy tôi nói đó, thật sự ra thưa quý khán thính giả là mình, cái nhân loại mình mà tồn tại mà trong một cái nền dân chủ ngày hôm nay sau Thế chiến thứ hai đó, mình hên lắm. Mình hên nhờ một nhân vật, mà nhân vật đó chính là ông Winston Churchill của Anh. Cái lúc mà ông lên mà ông cầm quyền là ở bên Anh vào cái thời Thế chiến thứ hai đó, thì ở ngay tại Anh nó có một cái phong trào, nó gọi là Britain First, tức là nước Anh First, đừng có dính gì tới chuyện khác đó. Là tại vì chúng ta nên nhớ là lúc đó đó là Đức nó tấn công qua Ba Lan, nó uy hiếp, nó đã đánh Pháp rồi mà nước Anh còn đứng bên ngoài. Thì khi mà Winston Churchill lên nói là nó không, nếu mà bây giờ đó mà nước Anh mà nói là nước Anh mà first đó, thì là mình đang dung túng cho một cái tên nữa là quạnh hẹ như là Hitler. Chính vì như vậy mà nước Anh đã tham chiến giúp cho Ba Lan, lúc đó Ba Lan đã bị Đức chiếm đóng rồi. Mà chính vì nước Anh kiên cường đứng một cách ngon lành như vậy, thì lúc đó
Pháp, những cái lực lượng chống đối của Pháp, rồi những lực lượng chống đối của Ý mới nhào vô. Đó là năm 1940. Mãi tới năm 1941 mà ở Mỹ này chúng ta cũng nghĩ là chúng ta không có muốn dính vào thiên hạ đó. Năm 1941, Nhật làm một cái lỗi lầm rất là sai lầm, tấn công vào Trân Châu Cảng đó, Mỹ mới nhập cuộc. Mà khi mà Mỹ nhập cuộc rồi, chúng ta nên nhớ là vào cái lúc mà Anh, một cô đơn, nước Anh cô đơn mà đứng mà chống lại cái bạo tàn của Hitler đó, ngay cả Xô Viết đó là của cái nhóm Nga đó, Nga lúc đó nó cũng còn là liên minh với Đức. Nhưng mà sau đó nó thì là cái tình hình nó thay đổi, và Nga biết rằng là nếu mà Đức mà thống trị được cái thế giới miền Tây đó, là Nga sẽ phản bội cái hòa ước bất tương xâm với Nga. Đức sẽ phản bội cái hòa ước đó, Đức sẽ tấn công Nga mà. Cho nên lúc đó Nga mới thấy là nước Anh đứng lên, nước Mỹ nhào vô, Nga mới nhào vô luôn. Thành ra đồng minh lúc đó là một cái đồng minh mà người ta không có ai ngờ tới là tự do tư bản với Cộng sản mà đồng minh với nhau để mà chống Đức. Thì cái chuyện Thế chiến thứ hai nó là như thế. Và nó xảy ra chỉ vì nhờ một người, Winston Churchill. Lúc đó là cái quốc hội Anh nó cũng muốn là đầu hàng Đức cho rồi nữa. Nó không có muốn, nhưng mà là Winston Churchill nói không, mình phải đứng lên, không có cái vấn đề mà Britain first nữa. Nói như thế để chúng ta hiểu rằng là cái thế của Mỹ đứng bây giờ đó, đó là cái thế mà của, nghĩa là chúng ta đã từ bỏ cái vai trò của nước lớn của mình mà. Thì là cái hồi Thế chiến thứ hai, may là nước Anh đứng vững, rồi mình mới tiếp tay với nước Anh, rồi sau đó mình mới take cái leadership. Mà cái leadership mà mình có bây giờ đó, nó từ cái ông tổng thống Franklin Roosevelt đó. Ông nói mà chúng ta học trong cái nỗi thống khổ của chiến tranh, để chúng ta hiểu rằng là mình, cái power mình càng lớn thì cái trách nhiệm của mình cũng càng lớn theo. Thì nói như thế để mà cái câu mà quý thính giả mà chia sẻ rằng là bây giờ mình đi đâu mình cũng mắc cỡ đó, cái câu đó nó có một cái ý nghĩa sâu lắm. Và cái tôi chỉ hy vọng thôi, hy vọng là, mà cái hy vọng tôi có cơ sở tháng 11 này đó, là chúng ta sẽ có một cái leadership mới. Yes, có thể là ông Biden, ông không phải là một cái người mà ngon lành tới cái tầm cỡ của ông Franklin Roosevelt của mình hồi Thế chiến thứ hai, không có bằng cái tầm cỡ của ông Winston Churchill. Nhưng mà ông Joe Biden là một cái hình ảnh mà nước Mỹ cần bây giờ. Một cái hình ảnh một người có nhân cách, một hình ảnh một người rất là lành, một cái hình ảnh mà lôi kéo được những người da trắng, da màu gì cũng chịu đứng lại với nhau. Thì thôi mình xóa bỏ những cái, tạm thời những cái gọi là mâu thuẫn đó mà, để mình tống cái thế lực ác ra khỏi cái tòa Bạch Ốc, để rồi nước Mỹ trở lại cái ngày xưa. Mà nói là chúng ta đang, cho anh Duyên đi xa một chút xíu, đổi đề tài một chút xíu. Trong lúc mà chúng ta đang nói là chúng ta muốn là cái thế lực ác nó rời khỏi tòa Bạch Ốc đó, thì thưa quý khán thính giả, cái tin mà làm cho tôi phẫn nộ ghê gớm đó là ngay bây giờ mà cái đám mà gọi là thượng nghị sĩ mà nó phò Trump đó, nó cũng đang bắt tay với lại cái nhóm mà Ukraine thân Nga đó, cái tụi mà Ukraine bán nước đó, là tại vì cái tay mà dân biểu Donbass của Ukraine đó dựng những cái thông tin giả mà nó liên quan tới gia đình Biden, nó chuồn qua cho Mỹ, nó chuồn qua cho ai? Đó là hai ông nghị sĩ của Mỹ của chúng ta. Ông thứ nhất là cái ông Ron Johnson của Wisconsin. Ông thứ hai là ông Chuck Grassley của Iowa. Hai ông này định dùng cái thông tin đó để mà bôi lọ Joe Biden. Nhưng mà cái may của mình là cái cơ quan mà gọi là phản gián của mình đó, họ đã nắm được cái tin đó và họ tung ra, và bây giờ người ta đã lên tiếng rồi. Thành ra tôi mới nói rằng là cho kẹo đi nữa, mấy cái thằng cuồng Trump cũng không có dám xài cái tin được đó nữa. Bởi vì những cái chiêu thức mà họ đưa ra vào tháng 11 đó, dần dần hình như nó bắt đầu nó lộ diện rồi. Thêm một cái cái đó là về cái vấn đề mà Ukraine dùng thế lực ngoại bang để mà bôi xấu Biden là một cái tầm bậy. Cái tầm bậy thứ hai nữa là cái tên Bill Barr. Bill Barr nói cái gì? Bill Barr nói rằng là khi mà được hỏi rằng là
cái ông Durham đó, ông điều tra đó, ông có nghĩ rằng là ông giữ cái tin đó cho tới sau bầu cử không? Cái thằng mất dạy Bill Barr nó nói là không, nó không có cần bầu cử vậy đó, nó đưa ra là nó đưa ra. Thì cũng trên cái khung ảnh ngày hôm nay là tôi có thể nói với quý khán thính giả đó là tôi thách Bill Barr đó. Đối với Bill Barr thì có mời gọi mà tôi thách cái thằng mẹ này đó đưa ra đi. Là tại vì tôi nói mà Durham là một cái tay công tố mà cũng có cái giá trị riêng của mình mà nếu mà đưa ra mà không có đủ bằng chứng đó, thì sau tháng 11 này Donald Trump là một ông tổng thống thì chắc có lẽ là có một cái gì đó mình không biết, có thể không vô tù. Cái thằng Bill Barr này khi mà nó làm những cái điều này đó thì chuẩn bị để mà trả lời. Tôi chưa bao giờ thấy một cái người làm luật mà đố mạc nguy hiểm tới cái trình độ như cái thằng Bill Barr này. Và cái đó tôi nói là tôi thách Bill Barr từ đây tới tháng 11, muốn chơi cái đòn chiêu thức gì ngon thì cứ đưa ra. Là tại vì nếu mà tôi mà là ban tranh cử của Biden đó, tôi không sợ trở lại nó lại ngon. Dạ vâng, và tiếp theo thưa với lại luật sư Duyên và quý vị, cái quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Trung Quốc đi, thì mới trong ngày hôm nay thôi Trung Quốc đã lên tiếng nói rằng là sẽ có trừng phạt 11 người công dân Mỹ, trong đó có cả những nhà lập pháp, để trả đũa mà việc Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã trừng phạt Trung Quốc. Thì trong cái danh sách này, thưa với lại luật sư Duyên, thì Ngọc thấy là có 11 giới chức ở Hồng Kông, rồi Trung Quốc lên thì vấn đề mà nước Mỹ trừng phạt 11 giới chức Hồng Kông và Trung Quốc do cái cáo buộc là đã ngăn chặn tự do dân chủ ở vùng đất mà chúng ta biết khi nói đến Hồng Kông từng là thuộc địa của nước Anh. Thì trong số mà những người mà Trung Quốc nhắm tới lần này họ đưa ra họ lên tiếng, thì Lê Ngọc thấy có nào có thượng nghị sĩ Ted Cruz, có ông Marco Rubio, có Tom Cotton, có George Hawley, rồi Pattumi, cùng với những dân biểu Chris Smith, cũng như là một số cá nhân từ những cái tổ chức bất vụ lợi và tranh đấu nhân quyền. Thì với cái sự đáp trả này lại của Trung Quốc, thì luật sư Duyên trong sớm ngày hôm nay, luật sư Duyên đã ghi nhận được những cái phản ứng như thế nào từ những nhân vật mà họ đã bị nằm trong cái danh sách của... Cái phản ứng chính xác thì anh Duyên chưa có theo dõi, thành ra không có cái thông tin để mà chia sẻ với quý khán thính giả. Nhưng mà cái bản chất của cái sự mà đánh qua đánh lại này đó, nó cho thấy rằng là mình sống vào ở một cái thời điểm đó mà tất cả những cái hành động gì của Donald Trump là người ta cũng chỉ shrug off thôi. Tức là những cái biện pháp mà mình đối phó đó, nó không có một cái hệ quả thực sự. Thành ra ông cấm của tôi 11 người thì tôi cấm lại với ông 11 người. Kerry Lam đâu có bao giờ cần đi qua Mỹ làm gì đâu. Thành ra nói là trừng phạt Kerry Lam nói có chơi cho vui đó chứ chả có làm gì được. Cũng giống như là bây giờ quý khán thính giả thấy không? Thành ra mình nói lại, một cái chính sách ngoại giao đó là một cái chính sách mà nó đòi hỏi tất cả những cái suy tính, chứ không phải là giống như là mình sống với nhà hàng xóm bình thường của hai người dân á, mà ông quăng rác qua nhà tôi quăng rác ngược lại. Những cái trò đó là những cái trò rùi bu. Cho nên đọc một cái bài của một ký giả của Mỹ mình đó, họ nói là đây là một cái ông president mà nobody cares. Bây giờ Donald Trump có làm cái gì đi nữa đó, người ta nghe qua rồi người ta cũng shut off, người ta cũng nhún vai, là tại vì có nói nữa cũng bằng thừa. Làm những cái chuyện rùi bu không có đụng tới không. Bây giờ một cái người có một cái suy nghĩ bình thường thôi, cái chuyện mà Trung Cộng mà tấn công những cái người như là Ted Cruz hay là Rubio, Marco Rubio đó, mấy cái người này có care không? Không care. Mình tấn công 11 người của họ, họ có care không? Họ cũng không care. Cái chuyện chính là họ vẫn làm những cái động tác kinh hoàng của Trung Quốc đó, là trấn áp Hồng Kông, lấn Biển Đông, rồi tấn công gì đó, giam những cái người Tây, giam những cái người Uyghur, bạc đãi những người Tây Tạng. Đường họ vẫn cứ đi à, còn mình làm được cái gì? Thành ra không có nói gì nhiều với cái lãnh đạo này nữa, chỉ biết rằng là
tất cả những điều mà họ nói đó, nó càng ngày nó càng vô nghĩa. Cũng giống như cái chuyện mà hôm nọ anh em mình nói là Nga nó gọi là trả giá cho cái sinh mạng của nước Mỹ, cho của lính Mỹ. Chờ hoài không thấy Donald Trump nói cái gì, chờ hoài cũng không thấy Tòa Bạch Ốc, ông nói cái gì nữa. Mình tưởng là họ không có làm gì, nào ngờ là ngày 13 tháng 7, có nghĩa là khoảng một tháng trước, ngày 13 tháng 7 là ông Ngoại trưởng Pompeo mình có gửi một cái văn thư và phản đối và warning Mạc Tư Khoa là mấy ông đang làm cái chuyện đó, và chúng tôi cảnh báo mấy ông về cái chuyện đó. Cái buồn cười là tại sao mà Bộ Ngoại giao của mình gửi một cái văn thư cho Nga mà ngoài này chúng ta không biết, từ hồi 13 tháng 7 tới bây giờ mình mới biết, chỉ vì có một chuyện thôi, là cái nguồn tin mà họ đưa ra từ Bộ Ngoại giao đó, đưa ra cho báo chí, nói là Mike Pompeo sợ rằng là nếu mà Donald Trump biết đó thì Donald Trump sẽ nổi lôi đình lên và Donald Trump sẽ chửi. Quý khán thính giả thấy cái buồn cười không? Một bộ ngoại giao làm vì cái lợi ích của nước Mỹ mà phải giấu tổng thống, là tại vì lỡ tổng thống biết đó mà đụng chạm tới cái ông giáo chủ của tổng thống đó mà ông nghĩ là tổng thống chửi nát nước đó. Quý khán giả có tưởng tượng mình sống ở trong cái thời đại này hay không? Cái thời đại mà ngày hôm qua đó, cái tên mà Peter Navarro, cái thằng mà nó viết cái quyển mà tôi nói quyển rẻ tiền mà Death by China đó, khi mà nó được phỏng vấn nó nói cái gì? Nó nói là Tổng thống Donald Trump nó đã có quyền muốn ra executive order này, lúc nào cũng được hết đó. Là tại vì sao? Là tại vì Thượng Đế là God và Founding Fathers là những người lập quốc cho Donald Trump cái quyền đó. Quý thính giả có bao giờ thấy một cái thằng nó đi học luật rồi bây giờ nó viết những cái quyển sách mẹ rùi bu như vậy, rồi nó nhờ rùi bu như vậy được, rồi nịnh Donald Trump, được Donald Trump cho làm về cố vấn về thương mại của mình, mà nói lên những cái câu đó, là Donald Trump muốn làm gì làm là bởi vì Thượng Đế và Founding Fathers cho phép làm như vậy. Trong khi đó cái bản hiến pháp mình viết rõ ràng, nó don't give a shit about cái bản hiến pháp của mình. Thưa quý khách thính giả, những cái đứa như vậy mà tôi có chửi thề vào mặt cha tụi nó, tôi có bậy không vậy? Trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, thưa quý vị, những cái giây phút cuối đi thì thấy cái điều quan trọng. À, khi mà đại dịch COVID-19 vẫn còn hoành hành như vậy đó, thì cái gì bằng những cái sự nhắc nhở chúng ta thận trọng hơn để mà có thể vượt qua được. Cái sức khỏe là trên hết, để cho tới ngày bầu cử chúng ta có thể đi bầu, hoặc là bầu thư qua mail, hoặc là cho đến khi mà chúng ta có cái vaccine để mà thật sự cái sự bình an nó trở lại. Thì đây là những cái tin tức mà Lệ Ngọc gửi đến cho quý vị về một cái đảo quốc, thưa quý vị, mà hiện nay cái đảo quốc này đang được là đã trải qua hơn 100 ngày, thưa quý vị, mà không ghi nhận lấy một cái ca nhiễm virus Corona hoặc là SARS-CoV-2 trong cộng đồng của họ, trong cái cuộc chiến mà họ chống đại dịch COVID-19 mà nước Mỹ hoặc là một số nước ở trên thế giới đang phải đối mặt. Thì thưa quý vị, đó chính là New Zealand. Thì qua cái lời lên tiếng của bà Thủ tướng của New Zealand, bà cho rằng đã có những cái biện pháp như thế nào mà thế giới phải nhắc nhở đến. Khi mà nói đến đất nước này thì đó cũng là một cái điều để mà nhắc nhở tất cả những nước trên thế giới thực hiện. Nếu mà thực hiện được như vậy, có lẽ nó ngăn chặn cái sự lây lan. Tôi với lại luật sư Duy, thì Thủ tướng của New Zealand Ardern thì đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi khi mà nhanh chóng đưa ra những cái biện pháp này, thưa quý vị, những cái biện pháp rất là nghiêm ngặt để mà giải quyết cái vấn đề sự lây lan của đại dịch COVID-19. Thì bà nói đến ba biện pháp chủ yếu đã được ca ngợi, chính là nguyên do đó, là động lực để mà thúc đẩy tạo được cái sự thành công cho cái đảo quốc New Zealand ngăn chặn được cái đại dịch COVID-19. Đó là vấn đề thứ gì? Phong tỏa, giữ cái khoảng cách xã hội nghiêm ngặt để mà ngăn chặn cái sự lây nhiễm của cộng đồng, và mang mask. Khi mà nói đến cái vấn đề mà mang mask, khẩu trang đó, thưa quý vị, thì các chuyên gia họ đều nói rằng khẩu trang chính là cái vũ khí đắc lực để chống lại COVID-19. Nhưng mà ở nước Mỹ của chúng ta là điểm rớt và đau buồn, thì đó chính lại là tâm điểm mâu thuẫn, sự tranh cãi chỉ vì vấn đề chính trị ở nước Mỹ của chúng ta ngay từ những ngày đầu của đại dịch. Và lý do tại sao Lệ Ngọc không cần nói đến
quý vị khán giả đều biết. Tại sao? Dù rằng những chuyên gia, hầu như tất cả những chuyên gia liên tục đưa ra những cái lời khuyên cho rằng những cái mask, những cái khẩu trang đó là để giúp chống cái sự lây nhiễm của cái con virus gây ra cái bệnh COVID-19 này. Thì đây, đó là những cái câu chuyện mà Lê Ngọc sẽ gửi đến cho quý vị. Những nhân vật, những câu chuyện thật, những nhân vật mà còn sống hoặc là họ đã chết vì đại dịch COVID-19, họ cũng đưa ra những cái câu chuyện và biết rằng chính họ cảm thấy họ hối hận hoặc là ngậm ngùi vì họ đã chống cái vấn đề đeo khẩu trang. Thì Ngọc nhanh chóng để mà kể cho quý vị, gia đình của ông bà Edison, lúc đầu ông bà nói rằng ông bà chỉ COVID-19 là một cái trò đùa trong những cái câu của chuyện nói chuyện với bạn bè. Họ vẫn không nghĩ được cái hậu quả rất là nghiêm trọng, rất là chống đối về cái vấn đề đeo mask. Và sau này, sau khi mà họ đã bị mắc cái bệnh COVID-19 đó, thưa quý vị, họ rất là hối hận. Mà một cái điều rất may mắn là họ đã vượt qua được. Thì họ, theo gia đình, cả hai vợ chồng ông bà Patterson biết, cái ngày đầu tiên, buổi sáng đầu tiên thức dậy khi mà biết được là đã bị dương tính COVID-19, thì họ đã phải trả một rất là đắt. Vì họ mô tả như là cái cảm tưởng của họ như là một cái chiếc tàu hỏa mà họ bị đâm vào. Rồi sau đó bà phải nhập viện, rồi bác sĩ phải cho bà thở oxy. Sau khi ra được viện thì hiện nay hai vợ chồng vẫn chưa được khỏe mạnh. Đó chỉ là một trong những câu chuyện của những người đã bị mắc bệnh COVID-19. Họ đã chia sẻ, họ rất là hối hận cái vấn đề mà họ lên tiếng. Họ chống đối cái vấn đề mà đeo mask. Hoặc là ngay cả trước cái phút mà họ chết, họ chia sẻ họ cái sự hối hận khi mà coi thường cái con virus. Vâng, để khép lại chương trình thì cái chuyện buồn của Lệ Ngọc chia sẻ đó, nó là một chuyện mà rất là đáng tiếc. Và cũng như vậy mãi cho tới bây giờ, mình đã ở gần giữa tháng 8 rồi mà một ký giả vẫn phải viết một cái bài báo nói những về những cái bảy điều mà ông nói về cái khẩu trang đó, để làm rõ đó. Ông nói là mãi cho tới giờ phút này mà nhiều người vẫn không hiểu được cái khẩu trang. Thành ra họ chỉ nghe theo Trump thôi. Trump nói tốt thì tốt, mà Trump nói xấu thì xấu. Rồi mai mốt Trump nói tốt lại thì nó tốt lại, xấu thì xấu trở lại mà. Nhưng mà họ nói là họ phải đưa lên 7 điểm này để mà chúng ta hiểu, thì cũng chia sẻ với gia đình của mình. Thứ nhất thì cái điện thoại đầu tiên đó nói rằng là corona này nó là hoax mà không có real đó. Tới bây giờ vẫn còn như vậy. Và ngay cả trong cái ngày hôm qua hôm kia mà tôi thấy trong cái cộng đồng cuồng của Việt Nam mình đó, cũng có một cái người mà tôi nói rằng là nghệ sĩ nổi danh mà không ai biết tới đó, cũng nói rằng là dân chủ nó đưa ra, mà trong khi đó là cả bao nhiêu cái gói cứu trợ này nọ kia mà Trump cũng đặt bút ký nữa, mà họ cũng chửi cha Trump như thường. Họ nói cái này nó là hoax thì tôi chịu thôi. Vậy thì thưa quý khán thính giả, corona là, ông khí giả nhận biết đó, corona là thiệt. Và nếu mà nói rằng là corona không có thiệt cho nên khẩu trang không quan trọng là nói bậy. Cái điểm thứ hai nói rằng là cái khẩu trang khi mình may đó thì bất kỳ vải nào cũng được, nó cũng có giá trị ngang nhau. Thì ông nói rằng là điều đó không có đúng, là những cái loại vải mà nó đang chặt hơn hoặc là mình có nhiều lớp đó, thì nó bảo vệ mình nhiều hơn. Cho nên dĩ nhiên ở cái bài viết nói rằng là mình đeo khẩu trang, nếu mình có cái gì thì mình đeo cái đó, nhưng mà nếu mình có chọn lựa thì mình nên chọn lựa những cái material nó tốt hơn hoặc là nó dày hơn một chút xíu. Hoặc là nếu mà mình có khả năng thì mình có điều kiện đó, thì mà mình có cái N95 đó thì là cái đó nó rất là tốt. Vậy thì yes, cái phẩm chất vải nó có khác. Cái điểm thứ ba nói rằng là chỉ có những người nào bệnh mới cần khẩu trang, tôi không bệnh là tôi có quyền tôi đi ra ngoài. Mà cái điều đó là cái bộ sậu của Donald Trump hay nói lắm. Nó là quý khán thính giả thấy không? Hai ba người co đeo, một hai người đứng chính giữa không đeo, mà nói rằng là tại vì tôi không có bệnh. Cái đó là bậy. Bệnh hay không bệnh mình không biết, mà người không bệnh cũng nên đeo, là tại vì người không bệnh mình đeo mình cũng bảo vệ mình. Và nếu mà lỡ mình không có bệnh đi nữa, nhưng mà con virus nó có trong người mình rồi đó, thì nhờ cái đó mà mình không có vung ra cái con virus cho người khác.
Rồi một cái huyền thoại thứ tư nữa nói rằng là vì mà mình bịt miệng đó, cho nên mình cái hơi thở mình vừa thở ra xong mình hít lại thì nó có nhiều cái khí carbonic thì nó sẽ có hại. Thì tất cả các cái nghiên cứu của mấy cái bệnh viện này nọ đều cho thấy rằng là mình có hít cái hơi thở ngược lại của mình trong một thời gian dài đi nữa đó, mình không có nhiễm độc vì cái chất carbonic, cái đó là bullshit, và mình cũng không có thiếu không khí nữa. Mà cái điều đó thì chắc là quý khán giả trong gia đình mình xài cái mask rồi đó, thì cũng có nhiều người thấy khó thở một chút, nhưng mà không có một cái người nào mà gọi là bị ảnh hưởng tới sức khỏe vì đeo cái khẩu trang mà mình hít cái carbonic của mình nữa đó. Rồi một cái điều gọi là sai lầm thứ năm nữa đó là sao, là người ta nói rằng là hễ mà đã đeo khẩu trang rồi đó thì không cần giữ khoảng cách. Cái điều cái quan điểm đó là sai lầm. Yes, đeo khẩu trang thì nó bảo vệ, nhưng mà nếu có thể giữ cái khoảng cách được thì làm ơn cứ tiếp tục giữ cái khoảng cách. Cái combination, cái kết hợp giữa cái khẩu trang và cái sự mà giữ cái khoảng cách đó, đừng có đi gọi là party, tôi đi vô party mà tôi đi lái xe mô tô, tôi lại tôi tụ với nhau mà có khẩu trang là an toàn, không có, vẫn giữ khoảng cách. Cái lũ mà lái mô tô mà đi trên South Dakota đó, nó còn nói là lái mô tô không cần khẩu trang luôn nữa mà nó vẫn tụ sát nhau, thì cái chuyện đó là cái chuyện của họ, I don't give a damn. Nhưng mà giữa gia đình NPR đeo khẩu trang rồi cũng phải giữ cái khoảng cách. Rồi nhiều người nói rằng là nếu mà đeo cái khẩu trang đó nó làm suy yếu cái hệ thống miễn nhiễm của mình, là tại vì mình không có va chạm với lại vi trùng đó thì mình không có cái sức đề kháng. Cái huyền thoại đó là hoàn toàn sai, cho nên làm ơn đeo khẩu trang. Và cuối cùng đó thì nói rằng là cái đeo khẩu trang đó mà gọi là xài cái mà bằng vải thường mình mang ở nhà đó hoàn toàn không có giá trị thì không đúng. Yes, như hồi nãy tôi nói đó là cái chất liệu nó có làm tăng cái sự bảo vệ, nhưng mà nếu mà trong những cái điều kiện mình có mà mình lấy vải có sẵn ở nhà, mình chịu khó mình hai ba lớp đó, ít hay nhiều nó cũng bảo vệ cho mình, thì những cái bảy cái điều mà người ta khuyên về cái khẩu trang đó kết hợp với những cái điều mà Lệ Ngọc mới vừa chia sẻ đó, thì tôi mong rằng là tôi khép lại chương trình ngày hôm nay với cái chia sẻ như thế. Trở lại với Lệ Ngọc. Dạ vâng, luật sư Duyên và Lệ Ngọc tạm biệt với lại tất cả quý khán giả. Có một cái nhạc phẩm mà Lệ Ngọc theo dõi thưởng thức. Cái nhạc phẩm này có tên Xin. Mà tại sao lại phải xin? Nếu mà thật sự đó, thưa quý vị, trong cái nhạc phẩm này, những cái lyrics, những cái lời trong cái nhạc phẩm này cho chúng ta thấy được là hiện nay tình trạng chia rẽ trong cộng đồng của người Việt tại hải ngoại thì nó quá nhiều. Nếu mà thật sự mọi người chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ những cái tin tức trung thực, những cái sự hiểu biết của chúng ta, để chúng ta mang lại cái lợi ích cho chính chúng ta, chính gia đình của chúng ta, hơn là những cái sự việc mà chửi bới nhau hoặc là tạo ra sự chia rẽ. Một cái điều mà Lê Ngọc nhớ luật sư nói là từ đâu, khi mà Lê Ngọc nói từ đâu mà đem đến những cái cơ sự như vậy, thì quý vị cũng đã nghe luật sư Duyên nói từ đâu rồi. Thì cái nhạc phẩm này thưa quý vị của sáng tác của Đoàn Vi Hương với một nam sĩ rất là trẻ trung, Lệ Ngọc nghĩ là trẻ là nhiều lắm, chỉ khoảng 15 tuổi là thôi, đó là Hugo Hiếu Nguyễn. Mời quý vị theo dõi thưởng thức. Lê Ngọc ơi, trước khi phát cái bài hát đó, trong lúc mà Lê Ngọc đang nói là cái bài hát của Hugo Hiếu Nguyễn 15 tuổi mà chữ xin này nọ đó, tự nhiên là gợi lại anh cái thuở mà anh Duyên còn là sinh viên, cái thuở mà tình xanh khi chưa lo sợ đó, nó cũng có bài hát mà của Trịnh Công Sơn nổi tiếng lắm, xin cho tôi đó, xin cho tôi xây dựng hòa bình, xin cho tôi xây lại chuyện tình, cho tôi đi xây lại chuyện tình, cho tôi đi xây dựng hòa bình, cho tôi đi qua tận gặp gền, nhìn dòng máu trong tim anh, cho tôi xin tay mẹ nồng nàn, cho tôi nghe con trẻ rộn ràng, cho quê hương giấc ngủ thật hiền, rồi từ đó tôi yêu em.
Rồi từ đó tôi yêu em mà biết tới như vậy thì đúng là tới bến rồi. Cho nên hy vọng là anh Duyên cũng phải nghe cái bài nhạc mà Lệ Ngọc sắp cho khán thính giả mình nghe đó, bài Xin của Hugo Hiếu Nguyễn đó. Nhưng mà khi quý quý thính giả nhớ anh em chúng tôi gửi đến quý thính giả cái lời hát cũ đó đó, rồi từ đó chúng ta yêu nhau. Trở lại với Lệ Ngọc, trong cái nhạc phẩm này cái lời chính đó, thưa quý vị, xin được bình yên. Chúng ta hãy, khi mà sinh rồi thì chúng ta cố gắng cùng nhau làm cái gì cho chúng ta không phải bị chia rẽ, không có như tình trạng hiện nay. Mời quý vị